Chào mừng quý khán giả đã đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ năm, ngày 15 tháng 8 của Yêu Bóng Đá Figon. Trong 24 giờ qua, thế giới bóng đá đã có những chuyển động vô cùng sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng từ các câu lạc bộ lớn. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn của trận tranh siêu cúp châu Âu, ngay sau đây hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng trước đó, quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh, cũng như có thể truy cập vào trang web của Figon để theo dõi trực tiếp các giải đấu bóng đá nhé. Bây giờ, bản tin xin phép được bắt đầu. Mbappe lập công ngay trận ra mắt, Real Madrid giành siêu cúp châu Âu. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Atalanta đã triển khai thế trận không chút nào núng. Họ thậm chí đã đưa được bóng dội xà ngang Real Madrid sau cú đá của De Bruyne. Bên phía Real Madrid, cơ hội không được tận dụng khi Vinicius đệm hụt quả chuyền của Carvajal phút thứ 17, trước khi Rodrigo sút chạm xà rất đáng tiếc ở phút 45+1. Ngay đầu hiệp 2, Pasalic đã suýt mở điểm cho Atalanta, nhưng Courtois xuất thần bay người cản phá cú đánh đầu. Khi cơ hội rõ rệt tiếp theo xuất hiện, Real Madrid đã ghi bàn. Vinicius thoát xuống bên cánh trái, căng chìm vào trong để Valverde dễ dàng điện bóng vào lưới trống. Bàn thắng khiến thế trận của Real dễ thở hơn hẳn. Từ đó họ có bàn thứ hai do công của tân binh Mbappe sau đường chuyền của Bellingham. Cuối trận cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không có thêm pha lập công nào. Thắng 2-0, Real Madrid đoạt siêu cúp châu Âu lần thứ 16 và xác lập kỷ lục số lần giành chiến thắng cúp này. Arsenal muốn gây sốc với Bruno Guimaraes. Theo tài khoản Team News Santic, một nguồn tin khá đáng tin cậy chuyên về Arsenal, thì pháo thủ vẫn đang giữ liên lạc và quan tâm tới tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle United. Đây cũng chính là lý do khiến cho pháo thủ chưa thực sự quyết liệt ở thương vụ chiêu mộ Mikel Merino từ Real Sociedad. Arsenal cũng tin tưởng rằng Bruno sẽ lựa chọn họ thay vì Man City. Cách đây vài tuần tại chuyến du đấu ở Mỹ của Arsenal, giám đốc Edu Gaspar cũng đã chia sẻ với các fan rằng: "Hãy chờ đợi và các bạn sẽ không phải thất vọng." MU có thể thu 100 triệu euro từ Rashford. Theo Fichajes, một số câu lạc bộ Saudi Pro League đã thể hiện sự quan tâm đến tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United. Họ sẵn sàng trả mức giá lên tới 86 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro cho cầu thủ này. Quỹ đạo được cho là sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho Rashford, người đã vật lộn để tìm kiếm phong độ kể từ mùa giải trước. Nhiều đội bóng quan tâm Calvin Phillips. Calvin Phillips, 28 tuổi, thường xuyên có mặt trong giai đoạn tiền mùa giải cho nhà vô địch, thậm chí còn chơi ở vị trí trung vệ trong chuyến du đấu tại Mỹ. Nhưng anh biết rằng, với 13 cầu thủ từng có mặt tại Euro trở lại đội hình, anh khó có thể có cơ hội tiếp tục ở lại Etihad. Màn trình diễn của anh tại Mỹ ít nhất đã khiến cho anh được để mắt tới. Nhưng Manchester City nhận thức rằng việc bán anh sẽ rất khó khăn vào lúc này. Ipswich và Fulham đã thể hiện sự quan tâm đến việc mượn Phillips từ Man City. Ipswich đã có những cuộc đàm phán với Man City, họ đang chờ câu trả lời từ màn xanh. Huấn luyện viên trưởng của Everton, Sean Dyche, từ lâu đã ngưỡng mộ cựu cầu thủ Leeds United và cũng đang theo dõi tình hình của anh. Arsenal từ chối cho mượn Ramsdale. Theo The Athletic, Ajax đã liên hệ Arsenal để hỏi mượn Aaron Ramsdale rồi bị từ chối. Pháo thủ chỉ muốn bán thủ môn người Anh. Ramsdale gần như chắc chắn sẽ phải ngồi dự bị ở mùa giải tới sau khi Arsenal mua đứt David Raya. Theo các nguồn tin, Juventus, Roma cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn người Anh này. Maguire sẵn sàng trở lại MU cạnh tranh vị trí mùa tới. Đã có những tin đồn về việc Maguire có thể rời MU. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Talksport cho hay cầu thủ người Anh sẽ không đi đâu cả. Thay vào đó, trung vệ sinh năm 1993 sẵn sàng ở lại để cạnh tranh vị trí đá chính, ngay cả khi mọi chuyện phía trước đầy khó khăn. Cách đây không lâu, Maguire cũng đã lên tiếng khẳng định rằng anh chỉ ra đi trong trường hợp MU không cần mình nữa. Sau cầu Palmer, Chelsea trói chân thêm Nicolas Jackson. Theo Daily Mail, sau khi trói chân thành công cầu Palmer, Chelsea đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với tiền đạo Nicolas Jackson. Hợp đồng hiện tại giữa Nicolas Jackson và Chelsea sẽ đáo hạn vào năm 2031. The Blues sẽ gia hạn với tiền đạo người Senegal đến năm 2033, bằng với bản hợp đồng mà The Blues vừa thuyết phục cầu Palmer ký vào. Điều này cho thấy đội bóng London đánh giá cao khả năng của chân sút người Senegal. MU và Chelsea tranh giành Ivan Toney. Tờ Independent đưa tin, Man United và Chelsea vẫn muốn thử sức chịu đựng của Brentford bằng việc gửi lời đề nghị mượn kèm điều khoản mùa đứt. Hợp đồng của Ivan Toney với Brentford sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau, và hiện tại cầu thủ này không bày tỏ mong muốn gia hạn thêm. Chính vì vậy, Brentford buộc phải bán Ivan Toney ở kỳ chuyển nhượng hè này hoặc tháng 1 nếu muốn thu về một khoản tiền. Một thương vụ mượn kèm điều khoản mùa đứt sẽ là cách tốt nhất để Brentford thu về khoản phí gần với mức định giá và giúp các câu lạc bộ ở Premier League đối phó được với luật công bằng tài chính. Ben Chilwell không còn cơ hội. Theo The Athletic, huấn luyện viên Enzo Maresca bất lực trong việc tìm ra vị trí phù hợp cho hậu vệ Ben Chilwell trong sơ đồ chiến thuật của ông tại Chelsea. Không loại trừ khả năng Chelsea sẽ thanh lý Ben Chilwell ngay trong phiên chợ hè 2024. Hiện tại, anh đang thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Tuy nhiên, đóng góp của cầu thủ người Anh trong những mùa giải vừa qua không nhiều khi anh thường xuyên dính chấn thương. MU là một trong những đội bóng dành sự quan tâm cho Chilwell. Vào lúc này, lúc sau vừa dính chấn thương,
Vị trí hậu vệ trái tại Old Trafford vốn đã mỏng, nay trở nên khủng hoảng. Trong những ngày tới, nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ gửi tới Chelsea lời đề nghị cho Ben Chilwell. Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ người hùng Georgia. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Liverpool đang hy vọng sẽ kiếp đồng với thủ môn Georgi Mamardashvili và sau đó cho mượn đến một đội bóng hàng đầu. Giờ còn đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục đề xuất này hay không, với mức giá khởi điểm là 25 triệu bảng. Thủ môn người Georgia đã tỏa sáng tại Euro 2024 và đang được xem như một sự thay thế lâu dài cho Alisson Becker. Paulo Dybala sắp sang Tây Á chơi bóng. Là một trụ cột quan trọng ở AS Roma, nhưng có thể Paulo Dybala sẽ rời đại diện nước Ý ngay trong thời gian tới. Nguyên nhân là do ngôi sao Nam Mỹ hiện đang ở rất gần việc gia nhập câu lạc bộ Al-Qassia theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Từ những cập nhật của truyền thông, Trần Xuân Sư Tango đã chốt xong mức lương cùng tập thể Trung Đông và khá cởi mở trong việc chuyển đến Tây Á chơi bóng. Do vậy, nhiệm vụ của Al-Qassia sẽ là thống nhất mức phí chuyển nhượng cùng AS Roma, do điều khoản giải phóng hợp đồng của Dybala đã hết hạn. Tất nhiên, nếu chia tay ngôi sao người Argentina, đại diện nước Ý sẽ phải khẩn trương tìm phương án thay thế trong phần còn lại của phiên chợ hè. Sergi Roberto muốn ở lại châu Âu. Vừa nói lời chia tay Barcelona trong buổi họp báo xúc động và giờ là thời điểm Sergi Roberto tìm kiếm biến đổi tiếp theo trong sự nghiệp. Theo cập nhật mới nhất, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn muốn chinh chiến tại châu Âu thêm vài năm nữa trước khi chấp nhận những lời mời từ Tây Á hoặc MLS. Hiện cầu thủ sứ đầu bò được khá nhiều tập thể săn đón như Sevilla, Girona, Ajax, West Ham, Fiorentina cùng Como nên có thể thoải mái cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng. Chelsea tiến gần việc chiêu mộ Felix. Với việc gần như không thể chiêu mộ Omoro Dion, Chelsea quyết định quay sang Felix. Hiện The Blues đang tiến gần hơn đến việc mang tiểu Ronaldo về với sân Stamford Bridge. Nếu thương vụ này thành công, Chelsea và cả Atletico Madrid cũng có lợi, bởi Gallagher sẽ sớm được đến Los Rojos Blancos. Camavinga dưỡng thương ít nhất 6 tuần. Real Madrid thông báo trên trang chủ câu lạc bộ rằng tiền vệ Eduardo Camavinga sau chấn thương trên sân tập đã được xác định bị dạn dây chằng bên trong của đầu gối trái. Camavinga dự kiến sẽ nghỉ thi đấu từ 6 đến 7 tuần, thời gian được cho là không quá dài với loại hình chấn thương này. Man United hy sinh Sancho. Theo tờ The Independent, trong nỗ lực thuyết phục Paris Saint-Germain chia tay Manuel Ugarte, Manchester United đã quyết định sử dụng Jadon Sancho làm vật tế thần và nhận được sự đồng ý của gã nhà giàu nước Pháp. Nguồn tin này khẳng định Sancho sẽ cập bến PSG thông qua một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt bất buộc, trong khi Ugarte chuyển đến Old Trafford theo hướng ngược lại. Thông tin trên cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin bóng đá ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của kênh và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.